nó dễ hơn dành cho chân cụt, nhưng mà có lẽ do việc kiểu lực hơi mạnh và lực hơi mạnh khiến cho chân cụt đã phải lệch sang cọc hai hơi xa. Nếu vậy một chút có khi đánh đầu thẳng. Đúng rồi anh Lân ạ, tôi cũng nghĩ là đó là một tình huống nghĩ rằng chân cụt sẽ di chuyển tốt hơn để có một pha đánh đầu thẳng. Rất tiếc là ý đồ đấy đã không đạt được một pha kéo lực hơi mạnh. Bây giờ bóng kích ở vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Quý Duy. Phút thi đấu thứ 17, bóng vẫn chưa hết tình huống cố định và quá đơn giản. Ta thấy rằng những tình huống tấn công của Quý Duy thật sự quá đơn giản. Nó không mang đến sự sát thương quá lớn khi Quý Duy cứ cố đâm vào trung lộ, trong khi đó trung lộ của Thành Mù với khu vực phòng ngự 5 hậu vệ nó là quá đông. Liên tục là những đường truyền bóng và bị cắt. Nếu không có sự thay đổi về chiến thuật thì rất khó khăn đấy. Rất chắc chắn, quá khó để cho Quý Duy rồi. Có những cú vật sẽ đơn giản quá. Trận đấu này nếu Thành Mù giữ kết quả hòa cũng là người chiến thắng được rồi. Miễn sao không để thua quá hai bàn, hay quá một bàn, để thua quá một bàn thì Thành Mù sẽ là người chiến thắng. Yo Cancelo, Chai Bông Cun, Quý Duy cũng đã tổ chức được hàng phòng ngự của mình, cướp bóng rất nguy hiểm. Vâng, cũng đúng như những gì anh Luận đã nói, Thành Mù thi đấu với trận thi đấu thứ hai này với một tâm lý tốt hơn rất nhiều và thông khí thong dong hơn. Chúng ta đánh những pha cầm bóng của anh ấy đa phần là đi bộ để chờ những cơ hội có thể phản công. Quý Duy đã vội hơn rất nhiều khi dâng đội hình lên và đây là cơ hội dành cho Thành Mù. Chuyền bóng rất hay, Rukulit một pha tỉa xuống cho Pedro không thành công của Rukulit. Phản công được không? Đội hình của Thành Mù lùi về rất nhanh, không phản công được rồi. Khi mà số người ở trên hàng công của Quý Duy khá neo người, chỉ có hai tình huống, hai cầu thủ tham gia tình huống phản công vừa rồi thôi. Như vậy là không đủ với hàng phòng ngự của Thành Mù. Bóng lại thuộc về phần kiểm soát của Thành Mù. Liệu anh ấy có control quả bóng để chờ lại bóng cuối của hiệp 1 hay không?